9HIS và họ đã phải nhận một trận thua với tỷ số 0-5. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì họ cũng phải gặp một đội bóng rất mạnh, đó là U9 Việt Gôn. Sẽ có một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ áo đỏ. Đường chuyền vào của Tuấn Bảo, nguy hiểm quá, vẫn đang còn. Nhưng bóng đã nằm trọn trong tay của thủ thành Hiếu Nguyên. Cả Việt Gôn và CFF đều đã thi đấu một trận trong buổi sáng ngày hôm nay. Và qua đó chúng ta thấy được thể lực của các cầu thủ U9 trong giải đấu năm nay là tốt như thế nào. Đây là cơ hội của CFF Nhật Minh. Không được, Nhật Minh không kịp tung ra cú sút trong tình huống vừa rồi. Một cơ hội rất ngon ăn. Một cầu thủ với thể hình khá nhỏ bé nhưng với tốc độ và sự khéo léo của mình đã gây rất nhiều khó khăn lên hàng phòng ngự của U9 Việt Gôn. Và suýt chút nữa thì Nhật Minh đã có thể điền tên mình lên bảng tỷ số. Cắt bóng tốt của Gia Kiệt. Bóng vẫn đang trong chân của các cầu thủ áo đỏ. Thiên Ẩn xử lý rất khéo léo. Nhưng đường chuyền về thì lại hơi hớ mất rồi. Nhật Minh vẫn không vào. Nhật Minh đã có tới 2 cơ hội để đối mặt với thủ thành bên phía U9 Việt Gôn. Nhưng cả hai lần đấy thì thủ thành của Việt Gôn đều là người chiến thắng. Rất đáng tiếc dành cho U9 CFF. Nhật Minh lại cướp được bóng rồi. 2 cơ hội đối mặt với thủ môn của Nhật Minh. Anh Khoa. Tình huống xử lý bóng hơi khó hiểu của số 9 bên phía Việt Gôn. Đỡ bóng hụt của Tuấn Bảo. Cơ hội vẫn còn. Nguy hiểm đã trôi qua trước cầu môn của Quang Tùng. Rất nhiều những tình huống hãm thành rất nguy hiểm được các cầu thủ CFF tạo ra trong những phút vừa qua. Không. Đó là tình huống băng ra kịp thời của Hiếu Nguyên. Bóng tiếp tục tới với vị trí của Nhật Minh. Rất khó chịu. Nhật Minh! 3 cơ hội đối đầu với thủ thành Quang Tùng rồi. Lại là Nhật Minh. May mắn vẫn chưa mỉm cười đối với cầu thủ mang áo số 8 bên phía U9 CFF. Trang Minh! Cố lên. Rõ ràng là Nhật Minh đang gây quá nhiều khó khăn lên hàng phòng ngự của Việt Gôn. Tuy nhiên là ở những tình huống quyết định thì Nhật Minh lại xử lý chưa tốt. Trả về tuyến 2 cho Đức Mạnh, rất nguy hiểm và đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Việt Gôn. Chỉ trong một thoáng sơ sẩy thôi, các cầu thủ U9 CFF đã phải trả giá. Chỉ cần để hở Đức Mạnh ra thôi. Một tình huống phối hợp đá phạt góc quá hay của các cầu thủ Việt Gôn. Đường chuyền về tuyến này và Đức Mạnh như từ dưới đất chui lên, tung ra cú sút một chạm quá hiểm và không có một cơ hội nào cho Hiếu Nguyên trong tình huống vừa rồi. 1-0 dành cho Việt Gôn. Sẽ chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi. Liệu rằng là trong 2 phút ít ỏi còn lại thì các cầu thủ U9 CFF có kịp để kiếm được một bàn thắng san bằng cách biệt trước khi mà hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc hay không? Mình lên!
Cơ hội lên bóng dành cho các cầu thủ CFF Nhật Minh. Được chuyển sang dành cho Đức Tài. Cướp bóng tốt, phản công dành cho các cầu thủ Việt Gôn. Đây là tốc độ của Đức Vinh, vẫn đang là Đức Vinh. Đường chuyền tốt, đây rồi, không vào. Lần này thì cột dọc đã từ chối bàn thắng của Hải Phòng. Ở trong hiệp thiếu thứ hai này thì Hải Phòng là cầu thủ được tung vào sân để thay cho cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Tính tới từ hiện tại đó là Đức Mạnh. Và suýt chút nữa thì Hải Phòng cũng làm được điều tương tự như đồng đội của mình. Bóng vẫn đang còn Đức Vinh. Đức Vinh xử lý bóng hơi hớ hình. Phúc Bình, Thái Sơn. Không có gì nguy hiểm đối với Quang Tùng. Nguy hiểm của Việt Gồn. Bóng vẫn còn đối với các cầu thủ Việt Gồn. Đó là cú sút sấm sét của Thiên Ân. Những chân của Nhật Minh nữa. Sau khi Nhật Minh được tung vào sân thì hầu như mọi đường bóng của các cầu thủ CFF đều hướng tới cái chân của cầu thủ màu số 8 này. Minh Đức sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt này dành cho CFF. Khoảng cách khá xa nhưng mà Việt Gôn vẫn cần tới 3 rào. Còn bây giờ sẽ chỉ còn 2 rào thôi. Cú sút xa của Minh Đức rất nguy hiểm. Nhưng người chiến thắng đó là thủ thành Quang Tùng. Phòng ngự của sếp Phúc Khang. Xử lý bóng quá tự tin của Tuấn Bảo. Thiên Ẩn. Đường chuyền tốt cho Gia Kiệt. Cơ! Lần thứ 3 trong hiệp thiếu thứ hai. Cột dọc lại từ chối bàn thắng của Việt Gồn. May mắn vẫn chưa mỉm cười đối với các cầu thủ áo đỏ trong hiệp thi đấu thứ hai này. Quá đáng tiếc. Một sự trở lại nữa. Đó là sự trở lại của cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này cho tới thời điểm hiện tại. Đó là Đức Mạnh. Nguy hiểm, nguy hiểm. Tiếp tục là một cú sút nữa. Nguy hiểm đã trôi qua trước cầu môn của Quang Tùng. Bây giờ thì Đức Mạnh vẫn chưa tung vào sân. Hai sự thay đổi người bên phía CFF Đức Trung và Đức Tài sẽ được tung trở lại sân. Và ngay sau khi tung trở lại sân thì Đức Tài sẽ là người thực hiện tình huống đá biên này. Tuấn Bảo đỡ bóng hụt. Và một cầu thủ của CFF lại nằm sân. Và lần này là nằm trong vòng cấm. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra đối với Quang Minh. Quang Minh mới vào sân rồi. Không biết là thẻ vàng rút ra với Quang Minh hay là với ai đây. Và sẽ có penalty dành cho CFF. Một cơ hội quá ngon ăn để CFF nghĩ tới bàn thắng khuôn mình cách biệt. Đứng trước bóng đang là số 19 Đức Tài. Đức Tài mới được tung vào sân và được giao luôn trọng trách rất cao cả này. Liệu rằng là Đức Tài có chiến thắng được không đây? Và một đều dành cho CFF. Trận đấu của chúng ta lại trở về với vạch xuất phát.
Đức Tài vừa mới được tung vào sân và có ngay một bàn thắng khuôn mình cách biệt cho đội bóng áo vàng. Nụ cười rất tươi. Ôi. Xuyên chút nữa là lại gà đẻ trứng vàng rồi. Đường chuyền lên cho Nhật Minh. Đỡ được bóng rồi. Chuyền về tuyến này, Đức Tài. Ngắm kỹ rồi này, cú sút của Đức Tài. Mình Đức phá bóng không tốt. Ok. Thiên Ân qua người rất lắt lẹo. Gia Kiệt. Đây rồi, Nhật Minh. Nhật Minh cướp được bóng rồi cơ. Hai một dành cho CFF. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai bàn thắng đến quá nhanh và thế trận lật ngược quá nhanh. Chỉ trong khoảng 2-3 phút rồi, Việt Gôn đang là đội bóng dẫn trước. Nhưng mà bây giờ thì đội bóng giành được lợi thế, đó là CFF. Cuối cùng thì Nhật Minh cũng đã có được bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Nhật Minh và Đức Tài có liền hai bàn thắng, chỉ cách nhau ít phút và thế trận đã đổi chiều. Một trận đấu phải nói là quá khó hiểu khi mà hiệp 1 các cầu thủ CFF liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Họ có rất nhiều cơ hội trong hiệp 1 thì đội bóng giành được lợi thế trong hiệp 1 là Việt Gôn. Và ngược lại thì trong hiệp thiếu thứ hai, Việt Gôn có tới 4 lần cột dọc từ chối bàn thắng. Họ cũng có rất nhiều những cơ hội khác. Thì CFF lại là đội bóng giành ghi được tới 2 bàn thắng và lật ngược thế cờ. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi hôi còi kết thúc trận đấu giữa U9 CFF và U9 Việt Gôn. Chung cuộc, CFF đã có một màn lộn ngược dòng rất ngoạn mục ở những phút cuối cùng của trận đấu. Xin chúc mừng các cầu thủ áo vàng. Và đúng lúc này thì chúng tôi cũng xin phép được kết thúc buổi tường thuật trực tiếp ngày hôm nay tại đây. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những mùa giải tiếp theo của U9 HC FL Động Lực Top Star League.